chào tất cả mọi người đến với kênh của Ngọc nha. Nay tiếp tục mình quay đi câu nữa nha. Nay đi điểm ở kênh mới này nha. Nay câu nữa có cá không? Đến hàng anh em. Cá rô, cá rô bự gà. Luôn mời nha anh em. Nó bự. Đúng cá rô ha. Ừ. Lên nè anh em ơi, chắc cá tra rồi. Biết ngay mà. Quậy à. Cá tra anh em, trời ơi nó mập. Ăn luôn hả? Ăn kỳ vậy? Đóng nó. Lên anh em ơi. Cái gì đây? Cá tra nữa. Ăn gì kỳ vậy? Xe nhỏ quá thả nha nè. Lên thác lát nha anh em. Chì giấy trong đó luôn nè. Nha anh em. Bảy mày thấy bầy rồng rồng câu lóc kìa. Lên. Chắc nó là gì vậy? Trời ơi. Dính cái kỳ anh em. Lên cái kỳ vậy. Câu cá kỳ vậy. Thôi vụ này bị hoài ta. Biết. Có lời nguyền hay sao câu cá dần chạy không anh em. Cá ngay đơ luôn. Sống được không? Ủa, bụng lên. Lên nè. Thứ này không có giật, không có dính nè. Rồi thắt lát nha anh em. Rồi bú. Thả cho lớn. Có mẹ ở đâu ta không thấy ta. Lên thắt lát nha anh em. Trời lên hàng à. Cái rô. Ăn không hay nữa vậy. Cái rô nha anh em. Lên hàng anh em ơi. Cái gì vậy? Cái tràng. Cái tràng. Cái tràng nha anh em. Lên hàng anh em ơi. Dữ lắm. Đi ghép luôn nha. Mấy con rác à. Anh đâu có đi bẫy đâu, đi câu cá. Không, thấy trời mưa nè, đâu có dám đem đâu. Lên thác lá anh em ơi. Đi ghép luôn. Đã không? Đi ghép luôn nha. À. Nó bự luôn. Lên hàng anh em ơi. Và nguyên thác lát bự luôn. Chà. Nè. Bự nha anh em. Nó
lên hàng anh em ơi. Rồi nguyên cá rô luôn nha. Rô bự nha. Lên nè anh em. Chạy kìa. Nó lát bự nha. Mình lát nha anh em. Bự nha. Lên hàng anh em ơi. Con gì đây? Dính rồi anh em ơi. Lên được rồi. Lên được rồi, thắt lát bự nha. Trời đang mưa râm râm nha. Nói vậy cũng ăn bự nha. Ờ, lên hàng anh em ạ. À. Ồ, thắt lát bự kìa. Bự nha. Chỗ này cũng có nữa. Rồi lên nha anh em. Chị lại ăn kìa. Ồ rồi. Lát bự nữa nha. Đây. Lát nha anh em. Khủng anh em ơi. Không kịp quay trời mưa quá. Nè. Lên cái lóc khủng luôn. Cái này còn 7-8 lạng á anh em. Lên cái lóc bự nha. Đây nè. Bắp tay luôn. Đứt nhợ luôn, đứt lưỡi luôn rồi. Rồi. Đứt cái lưỡi. Hàng khủng nha anh em. Đứt lưỡi. Quả câu hôm nay nha anh em. Con cá lóc bự nha. Vậy cá lóc luôn, ăn lát luôn. Đi, cá tẹn còn sống luôn ta. Cá tràng còn sống mày. Còn sống đó, cá tràng còn sống. Có cái bẫy hả? Ờ đó, cá tràng còn sống nè. Sao cá tràng mình chết rồi ba? Còn 7 nha, đây còn 8 nè. Cá tràng còn sống luôn mày. Ủa, cá tràng này mạnh dữ. Ủa sao mất hết con cá tràng rồi ba?